Mới đây, nhiều chuỗi cửa hàng tại Việt Nam như Di Động Việt, Thế Giới Di Động, Sephonet đã tổ chức sự kiện mở bán bộ đôi điện thoại gập mới nhất nhà Samsung Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5, thu hút nhiều sự quan tâm từ người dùng. Tại sự kiện mở bán, những khách hàng đặt trước bộ đôi dòng Z Series thế hệ thứ 5 nhà Samsung đã được tham gia các hoạt động thú vị và nhận về nhiều phần quà đặc biệt cũng như các chính sách chăm sóc hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ đơn vị tổ chức. Sau các hoạt động chào đón, những chủ nhân đầu tiên sở hữu dòng điện thoại gập Samsung Galaxy Z Series đã lộ diện. Samsung Galaxy Z Series, dòng điện thoại sở hữu thiết kế độc đáo tạo nên sự khác biệt so với những chiếc điện thoại thông thường và cùng nhiều tính năng được nâng cấp vượt trội, hứa hẹn sẽ làm hài lòng sự kỳ vọng của người dùng. Dòng gập này thì nó đem lại cho mình tiện lợi là nhỏ gọn. Ví dụ mình bỏ vô những cái giỏ nó nhỏ hoặc cái túi nó không có bị lòi ra, nó không bị cấn. Đây là chị rất thích cái dòng này. Hầu như là chị đeo đuổi nó, cái dòng nào nó mới ra là đều chị lấy hết. Mình cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì mình cũng rất là muốn là cái trải nghiệm đầu tiên của mình nó như thế nào. Và mình thấy rằng nó có một cái giao diện khá là xinh, hết sức là bắt mắt nữa. Cho nên mình rất là muốn là mình sẽ được sở hữu nó.